Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em về cái kèo Europe đến từ dự án Abet mà hôm trước mình có share cho anh em. Kèo này thì mình share cho anh em cách đây khoảng 3 tuần, một cái kèo ăn chia 30M cái đồng 30 triệu cái đồng token ASE. Đấy, và đây một cái kèo ăn chắc nhưng mà nó có giới hạn số lượng nha, nên là những anh em nào mà tham gia sớm chúng ta ăn được kèo này thì bây giờ các bạn có thể vào làm theo hướng dẫn để chúng ta nhận những cái ticket để hôm sau các bạn nhận token. Thì mình đã có cập nhật cho anh em ở trên Telegram, tuy nhiên thì vẫn có một số anh em có chưa biết cách làm và vẫn còn thắc mắc, nên là mình sẽ làm một cái video cho anh em luôn. Đó, thì đầu tiên ấy, để chúng ta có thể nhận được những cái lottery ticket thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web. Trang web này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nha. Ok, sau khi các bạn nhấn vào truy cập vào cái trang web, nó sẽ đưa chúng ta đến cái giao diện marketplace của cái dự án này. Thì các bạn có thể nhìn qua về một số cái giao diện. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy ở phía bên phải màn hình, chúng ta sẽ thấy có một cái phần đó là Connect to Wallet. Thì các bạn lưu ý là ở cái phần này thì các bạn cần phải làm, nếu chúng ta sử dụng điện thoại thì các bạn cần phải làm ở trên trình duyệt ví nhá. Chúng ta không làm ở trên trình duyệt của Facebook, không làm trên trình duyệt của Google hay là trình duyệt Cốc Cốc, mà các bạn sẽ làm trên trình duyệt ví MetaMask hoặc là làm trên trình duyệt của ví Chat Wallet. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành connect với cái ví MetaMask của chúng ta. Ok, thì mình sẽ tiến hành connect này. Ok, kết nối với cái ví mà hôm trước các bạn tham gia Europe. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào ký nha. Rồi, thì như vậy là mình đã connect thành công. Bước thứ hai để biết được các bạn trúng hay không thì chúng ta sẽ vào kích tiếp vào cái phần lottery ticket ở phía trên này. Đấy, thì các bạn sẽ nhấn vào. Sau đó ở đây các bạn sẽ thấy có một cái phần đó là check your tickets. Đấy, thì kèo này thì nó sẽ cho chúng ta check từ ngày từ mùng 10 tháng 2. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào phần check này. Ok. Sau khi các bạn nhấn vào check thì các bạn nó sẽ, nếu mà nó hiện lên cái phần là congrats to receive a lottery ticket thì tức là bạn đã nhận được một cái vé và coi như là chúng ta đã trúng rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ chụp ảnh màn hình để lát nữa làm cái ảnh thumbnail nhé. Rồi, thì tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào phần get cho mình. Ok, và nó hiện lên phần congrats to receive lottery ticket này. Đấy, thì get như thế này là ok rồi đấy. Đó. Rồi, thì bây giờ thì nó sẽ hiện lên một cái phần đó là win rewards to chúng ta sẽ tiến hành exchange, tức là chúng ta sẽ chuyển đổi từ 15 tháng 2 cho tới ngày 28 tháng 2. Vì tính ra là hôm nay đã là 15 tháng 2 rồi, tuy nhiên thì theo cái giờ quốc tế thì hiện tại thì đây chưa đến ngày 15 tháng 2 nhá. Đấy, nên là tiếp tục là đến ngày 15 tháng 2 thì chúng ta sẽ tiến hành vào đây, các bạn nhớ vào phần exchange này. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đổi những cái vé lottery ticket này của chúng ta, đổi những cái vé này để chúng ta nhận đổi thành các cái phần thưởng. Sau đó ở phần này thì các bạn sẽ check được cái số, cái lượng phần thưởng ở trong ví của các bạn. Ok, thì có lẽ là mình sẽ đợi đến cái phần cho chúng ta exchange, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn nhỉ. Ok anh em, và hiện tại thì đã đến ngày 15 tháng 2 và nó đã mở khóa ở cái phần win the reward. Bây giờ sau khi mà các bạn đã có được cái ticket rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần exchange ở đây. Đó, thì nó sẽ cho các bạn một cái số may mắn. Đấy, ở đây các bạn mình đã mở được là số 0000046. Đó, bây giờ các bạn sẽ click vào phần deposit. Đấy, và nó hiện thị là deposit success check Abet account. Đó, thì bây giờ chúng ta thoát ra, các bạn nhấn vào cái phần my account ở phần thứ 3 nhé. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái phần pending đấy đang là 46 cái đồng token AHE nhá, 46 token AHE, và hôm sau thì chúng ta sẽ tiến hành claim về ví. Đấy, thì hiện tại kèo này thì nó vẫn chưa cho anh em claim về ví nhá, thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em đến cái thời gian để chúng ta có thể claim về ví này. Đấy, thì hôm sau thì sau khi mà nó cho chúng ta claim thì mình sẽ tiếp tục cập nhật ở trong cho anh em ở trong cái kênh channel. Thì đây là giới thiệu cho anh em một chút, thì đây là một cái đồng token in game, tức là các bạn có thể chơi game và chúng ta sẽ nhận được cái đồng token này. Hy vọng là hôm sau là giá của nó cũng cao để chúng ta có thể bán. Thì đây là một cái kèo ăn chắc đấy, nên là ai chúng ta hôm trước mà các bạn tham gia thì các bạn đều có thể nhận được. Thì bây giờ các bạn có thể vào chúng ta làm theo hướng dẫn để chúng ta có thể claim, chúng ta có thể nhận cái ticket và có cái số dư token. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.